Tập 27. Cố, em xem, đây là chòm sao phi mã, đây là alpha của nó, beta, gamma. Thêm cái bên cạnh là alpha của chòm tiên nữ. Có giống một viên kim cương không? Tính vật này là vĩnh hằng. Lời thầy này cũng là vĩnh hằng. Hải đường, chờ chiến tranh kết thúc, anh sẽ cưới em ngay. Trường không quân các anh có ai tên là Từ Đạt không? Từ Đạt ở phòng huấn luyện hành chính là một đội trưởng. Đúng rồi, sao vậy? Tôi không chắc lắm, nhưng có vài điều nghi ngờ. Dầu của các anh lấy ra từ đâu vậy? Thường thì từ bỏ dầu Ngọc Môn, nhưng mà sản lượng của Ngọc Môn không nhiều, đa phần vẫn phải nhập khẩu. Tôi nhìn thấy một số đơn báo thuế dầu từ chỗ cha tôi. Có rất nhiều lô đều tới từ một nơi gọi là Tỉnh An ở phía bắc Miến Điện. Người đi vào đơn báo thuế đó chính là Từ Đạt. Chuyện về dầu, sau phòng huấn luyện chính trị lại nhúng tay vào chứ. Vậy nên nếu có cơ hội, tôi muốn anh điều tra thử xem dầu có vấn đề không. Được, tôi biết rồi. Trần Mộng Giang đâu? Vừa nãy cô ấy còn đang dậy, cặp sách vẫn còn ở đây, không thấy đâu nữa rồi. Sao lại không thấy nữa? Mẹ, chào chú. Trần Mộng Giang là người trong thôn phải không? Sao cô ấy đột nhiên về nhà không đi học nữa vậy? Đây là thứ từ nhà Trần Mộng Giang mang tới. Cô ấy tự viết đơn thôi học, cô ấy không học nữa. Hôm nay phải đi lấy chồng rồi. Nhà cô ấy ở đâu? Chúng tôi đi tìm cô ấy. Nhà này. Đi, đi. Chậm thôi, cẩn thận đi. Trần Mộng Giang, cẩn thận đi. Trần Mộng Giang, 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 chúng tôi có chuyện muốn nói với cô. Các cô làm gì vậy? Đừng làm lỡ giờ lành con gái tôi. Chẳng phải bà vì Mộng Giang là cô gái, cô luôn không muốn để cô ấy học, nên bà đành ép con gái xuất giá đúng không? Thế này đi, Bạch Phi, bà tổng đốc, bà biết chứ? Tôi bảo ông ấy đóng học phí cho Trần Mộng Giang, đừng ép cô ấy xuất giá nữa. Trần Mộng Giang,
Cô cùng chúng tôi trở về trường đi. Đúng đấy, cùng về trường với chúng tôi đi. Trần Mộng Văn, Mạnh Hải Đường, Bạch Trân Châu, các cô đừng gây chuyện nữa. Tôi không giống các cô. Các cô ngăn được tôi hôm nay, vậy ngày mai thì sao? Năm sau thì sao? Họ vẫn sẽ ép tôi lấy chồng. Sự khó khăn của con gái quê như chúng tôi không phải các cô đọc mấy câu thơ, nói mấy câu lý tưởng là có thể giải quyết được. Mẹ tôi nói đúng. Con gái học hành vốn dĩ không có tác dụng gì, chỉ lãng phí thời gian, lãng phí tiền của thôi. Sớm muộn cũng phải lấy chồng, gả cho già chồng. Cô càng biết nhiều chữ, người ta càng chê bai cô. Cô xem thử chỗ chúng tôi đây, mấy chục thôn sớm, trên dưới có bao nhiêu người cô gái biết chữ. Tôi cả đời này không thể làm giáo viên rồi. Dù tôi có đọc một vạn lần Phượng Cầu Hoàng, quả vẫn là quả. Nó không biến thành Phượng Hoàng được. Không phải đâu Trần Mộng Văn, các cô tránh ra. Khởi kiệu, khởi kiệu. Tránh ra, tránh ra. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Chuyện của Trần Mộng Văn, em có một suy nghĩ. Em muốn mở lớp học của nữ. Sao lại nghĩ như vậy? Trước đây lúc ở Hàng Châu cũng từng gặp phải chuyện như vậy. Khi đó ở lớp học Hoa Lô Kiền cũng có một nữ sinh. Phụ nữ không những chỉ có thể sinh con, mà còn có thể học hành, thậm chí có thể là một đại tướng quân. Dương Duyệt Thanh nếu như cố gắng theo học hai anh trai ở trung đội Hàm Quan, Chu Triều Quân nói không chừng có một ngày bạn ấy có thể dẫn binh đánh trận, thậm chí có thể đánh thắng em. Nhanh về nhà, lên lớp gì chứ. Con gái không cần học hành, lớn lên lấy chồng gả là được rồi. Về nhà đi. Cũng bởi vì người trong nhà cảm thấy em ấy là cô gái không cần đi học, nên đã cho em ấy nghỉ học. Trước đây lúc ở Hàng Châu cũng từng gặp tình trạng gì. Có thể thấy con gái không đi học là tập tục xấu của cả Trung Quốc. Vậy nên em muốn khai chiến với tập tục xấu này sao? Cũng không phải. Em chỉ thấy một người phụ nữ có thể ảnh hưởng ba đời, dẫn dắt dân trí, bắt đầu từ nữ học. Vậy nên ngày mai em sẽ đi thương lượng với cha em, xem có thể lấy lớp nữ sinh làm thành thực hành xã hội của lớp giáo viên. Như vậy có thể cho vào học phần. Vậy thì gọi là lớp nữ sinh Hoa Loa Kiền, thấy thế nào? Có cần mời anh và Niệm Kiều làm giáo viên không? Hai bọn anh trước đây là học sinh giỏi đấy. Đúng vậy. Đương nhiên là được. Chỉ là em có lẽ không trả nổi tiền lương cho các anh. Điều kiện của người ở đây không tốt như vậy. Vậy nên em muốn, có phải tiền học phí còn cả phí phụ của các em ấy, tất cả chi phí miễn toàn bộ. Tiền lương của anh, ngoài cho mẹ Lý một phần, còn lại có thể đưa em mở lớp học, cũng tính anh một phần. Vậy cũng tính em một phần. Vậy còn có ít sinh hoạt phí, có thể lấy cho mọi người. Còn cả anh nữa, ngoài phần để lại cho vợ, còn lại đều cho các em. Tôi thấy vừa nãy Hải Đường nói đúng. Bây giờ xem ra Dương Nam không chỉ cần đưa sửa máy bay, mà quan trọng hơn là phải mở trường học như Hải Đường nói, đặc biệt là trường học dở lòng, trường nữ sinh, còn cả lớp học chữ. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thiếu càng nhiều nhân lực tài chính. Tôi về nhà cũng thương lượng với cha tôi, Phục Hoa, Dương Nam và cả trường không quân các anh. Ba trường chúng ta cùng giao làm. Được, được. Cha, ăn cơm thôi. Con tới rồi sao? Nào nào nào, xem đi. Bản vẽ thiết kế phòng thí nghiệm, ống thông gió sắp xong rồi. Vậy à? Cái này quá tốt rồi. Cái ống thông gió trước đây chúng ta là ở Nam Sương, lớn hơn nhiều so với cái ở trường Bách Khoa Gia Châu. Đáng tiếc bị quân Nhật ném bơm rồi, còn vẫn chưa kịp dùng. Lần này chúng ta làm một cái vỏ trước. Cái này chỉ bằng 1/3 ở cái Nam Sương, nhưng dùng trước đã.
chỉ cần có thể thí nghiệm trở lực và lực nâng của máy bay, chiến đấu của ta là được rồi. Bây giờ có phương án rồi. Tiến, thế này đi, con với đội trưởng cố gắng nói chuyện với giáo dục trưởng, bảo ủy ban hàng không bỏ số tiền này ra. Được thôi, vậy phải xem bản lĩnh của các con rồi. Phải rồi. Nào, nhanh tới đây. Chẳng phải con bảo cha cải tạo triệt để máy bay Tây Sơn thêm một lần nữa sao? Lần này cha làm rồi, con xem. Giá để bơm cha đã tháo rồi, bị đỡ tải trọng tháo rồi, còn cả thiết bị hạ cánh, đèn chiếu sáng này cũng tháo rồi. Cha còn đổi cho con một động cơ mới. Đổi động cơ. Con xem. Đương nhiên rồi, không thể nói là đổi, chỉ là sửa một chút. Bình thường mã lực lớn nhất của động cơ này chẳng phải chỉ có 7-4 năm sao? Bây giờ ta đã nâng đó lên tới 1030. Con đoán xem, bây giờ sau khi cha cải tạo xong, tốc độ của nó có thể đạt tới bao nhiêu? Máy bay Tây Sơn vốn dĩ 420 km/h, bây giờ 480. Đoán lại, không thể quá 500 được. 540. 540. Cha, cha đúng là thần thánh. Nó vốn dĩ tốc độ có thể nhanh hơn nếu như tháo đi thùng dầu phụ kia, nhưng mà cha lại lắp nó vào rồi. Chuyện lần trước không thể xảy ra nữa, không thể lặp lại nữa. Cha, sau chuyện lần trước, đội trưởng đã tính toán. Lần trước gặp chuyện chắc không phải gì tháo thùng dầu phụ. Cha cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này. Cho dù là tháo thùng dầu phụ đi thì thời gian ở trên không cũng không thể ngắn như vậy. Ngắn hơn những 8 phút so với tính toán của cha. Cha nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này. Máy bay Tây Sơn chắc là bị bắn trúng vào ống dẫn dầu của động cơ, dẫn đến hết dầu nhanh chóng, nên mới... Máy bay Tây Sơn lần này ai lái vậy? Chắc vẫn là đội trưởng lái. Máy bay Tây Sơn này cũng xem như là tái sinh từ đống tro tàn. Còn nói với người lái máy bay này, bảo cậu ấy cố gắng dùng dầu có chỉ số octan cao, nếu không sẽ dễ xảy ra cháy nổ. Cha, nếu chỉ số octan của dầu không đủ thì sẽ thế nào? Thời gian bay trên không sẽ rút ngắn. Hơn nữa giống như cha nói vừa nãy, sẽ xảy ra cháy nổ. Nhưng mà để đề phòng cháy nổ, cha đã thêm vào bên trong chất chống cháy nổ ankyji. Con hỏi cái này làm gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nên tự hỏi thôi. Cha, tại sao cha không đích thân đối với đội trưởng? Ăn cơm, cha đi rửa tay đã. Phiên hiệu của trung đội Hàm Quan đã bị xóa bỏ. Tôi đã cố gắng rất gian nan, nhưng mà Hàm Quan tôi đã cố gắng lấy về cho các cậu rồi, có biết không? Ý nghĩa của Hàm Quan là gì? Hàm Quan để chỉ thanh kiếm nổi tiếng, dùng mũi nhọn của ta bảo vệ đất nước, nhân dân. Được. Tiếp theo tôi tuyên bố phiên hiệu trung đội Hàm Quan tiếp tục được giữ lại. Đội trưởng Trương Khải có. Đội phó Tăng Niệm Kiều có. Sĩ quan tác chiến Trần Viên có. Trương Khải, cậu và lính của cậu phải xứng đáng với cái tên Hàm Quan. Dùng mũi nhọn của ta bảo vệ đất nước, nhân dân. Dùng mũi nhọn của ta bảo vệ đất nước, nhân dân. Dùng mũi nhọn của ta bảo vệ đất nước, nhân dân.
Theo chỉ thị của tổ chức, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là cố gắng hết sức. Trong thời điểm thay đổi này, duy trì chiến tuyến thống nhất kháng Nhật, tiếp tục giúp đỡ không quân Quốc dân đảng đánh bại quân Nhật. Đồng thời cũng phải cảnh giác hành động phản cộng sản và chủ nghĩa, đầu hàng của Quốc dân đảng. Biệt hiệu của tôi vẫn là Thuần Quân, ý nghĩa là tấm lòng lương thiện, sức mạnh ngàn quân. Đồng chí Trương Khải, từ đây trở đi, biệt hiệu của cậu là Trạm Lư. Chắc cậu biết ý nghĩa của hai chữ Trạm Lư này. Thanh kiếm Trạm Lư sắc bén cái thế. Nếu chính phủ quốc dân một lòng vì nước vì dân, thì thanh kiếm ở cạnh giúp đỡ đắc lực. Nếu thức tính bội nghĩa, thì thanh kiếm sẽ từ bỏ, lấy đầu đó, trả lại chính nghĩa. Đại chỉ huy 019 gian dầu bình thường, phương hướng bay bình thường, phanh bình thường, thiết bị hạ cánh bình thường. 019 cho phép bay. Hoàn thành rồi sao? Viết xong rồi. Lại một đêm thức trắng, vẫn không nghe lời như vậy. Làm sao? Lúc viết sách ở Bắc Bình, mỗi buổi tối bà sẽ làm một bát bánh trôi bìa đi, bỏ ít bột củ xi, bỏ ít quế qua, rồi bỏ một ít đường đỏ. Đúng vậy, bánh trôi nước, củ quê già. Sau này chúng ta trở về Bắc Bình rồi,
Chị Hải Đường, tiếng của cha em sửa tới núi La Phong, chúng ta phải sớm tới đó chiếm chỗ, nếu không tới sẽ không giành được đâu. Các con, túi cảnh báo của hai đứa đã đưa hết chưa? Đưa rồi, đưa cả rồi. Bữa trưa của hai đứa, thời gian nghỉ ngơi của mấy đứa sửa thành kỳ cục quá. Buổi sáng học tới 10 giờ, buổi chiều 3 giờ tới 6 giờ. Ở giữa thời gian nhiều như vậy, lại không thể ăn cơm ở nhà ăn. Mua bên ngoài tốn kém lắm. Bác Mạnh, gần đây đang phòng tập kích trên không mà. Mấy bài gần đây tập kích trên không đều trước 11 giờ. Tập kích trên không, tới cung binh mấy năm nay chạy theo cảnh báo đến quen luôn rồi. Được rồi, cái khác mẹ đều không sợ, chỉ sợ các con đói thôi. Cầm lấy cẩn thận đó. Được rồi, bọn con đi đi, chú ý an toàn đó. Các em, hôm nay tôi giảng về lịch sử chiến tranh. Chúng ta sẽ nói về Vương quốc Anh xa xôi trước. Các em đều biết Chamberlain theo chủ nghĩa dân dựng mất chức, Churchill của phái chủ chiến nhậm chức. Vậy thì ở đây tôi viết là Churchill. Trong bài phát biểu ở Hạ Viện có mấy câu quan trọng cần nhắc lại với mọi người một chút. Churchill nói: nếu mọi người muốn hỏi tôi chính sách hiện tại là gì, tôi nói chính sách của chúng ta chính là dùng năng lực và tất cả sức lực của chúng ta tiến hành một cuộc chiến tranh cùng lúc trên biển, đất liền và không trung của chính thể chuyên chế vô cùng tàn bạo, chưa từng thấy trong lịch sử tội ác tà ác bi thảm của loài người. Nếu mọi người muốn hỏi mục đích của chúng ta là gì, vậy tôi có thể dùng một từ để trả lời. Lợi ích. Nhiệm vụ quan trọng nhất của hai người là bảo vệ thầy Lăng. Dân. Lợi ích. Bất chấp bằng mọi giá giành được lợi ích. Máy bay địch đã vào cảnh giới của dân Nam. Trung đội hàm quan tập hợp xong, chờ mệnh lệnh bay. Trung đội hàm quan đợi lệnh tại chỗ, súng phòng không ở sân bay chuẩn bị. Máy bay địch vào cảnh giới của dân Nam, có 9 chiếc G-30, có G-40 hộ tống. Trung đội hàm quan xin được cất cánh. Nhắc lại, xin được cất cánh. Trung đội hàm quan cấm cất cánh. Trung đội hàm quan cấm cất cánh. Che phủ máy bay chiến đấu rút khỏi đó. Nhắc lại lần nữa, thành viên trung đội hàm quan rút lui. Che phủ máy bay cấm cất cánh. Cậu có biết lần này quân Nhật phái đi là máy bay chiến đấu G-3M không? Còn trang bị thêm súng máy loại lớn, sức chiến đấu so với kiểu trước đây mạnh hơn nhiều. 5 chiếc máy bay chiến đấu VF-2C của cậu lên trời sẽ bị tan xác. Báo cáo giáo dục trưởng, trốn tránh như vậy chỉ tăng thêm sự khống khách, tiêu căng của quân địch, dập đi uy phong của chúng ta. Không tránh đi, thực lực chênh lệch lớn như vậy sao đánh đây? Từ trận đèo Côn Luân ở Nam Tiền Tuyến, đội tình nguyện viên Liên Xô rút lui, chúng ta chỉ còn lại không tới 100 chiếc máy bay chiến đấu đánh sau đây. Trung đội hàm quan chỉ có 5 chiếc, cũng được xem có sức chiến đấu trên không quân mạnh nhất Côn Minh rồi. Súng máy bảo vệ đuôi loại 22 của địch tồn tại điểm mù. Chúng ta từ đuôi máy bay tấn công từ dưới lên, vẫn còn cơ hội. Quân địch còn có 6 chiếc G-4M hậu tống thì sao? Trận Bích Sơn trên không từng xuất hiện G-4M. Trận Bích Sơn, chiến đấu 5 phút, quân địch đánh hạ 24 chiếc máy bay chiến đấu của ta, 10 phi công hy sinh, 10 người bị thương, chiến sự vô cùng thê thảm. Cậu nhìn xem tình hình đi. Tính chiến đấu máy bay loại cũ không thể đồng thời đáp ứng được hành trình và tốc độ bay. Nhưng G-4M của địch làm được cả hai thứ này. Thật sự khó mà tưởng tượng. Tôi dùng thân phận giáo dục trưởng của trường hàng không nhấn mạnh lần nữa. Trung đội hàm quan nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ mệnh lệnh.
trung đội Hàm Quan có sức chiến đấu trên không mạnh nhất Vân Nam, nhất định phải tuân thủ nghiêm khắc mệnh lệnh của Ủy ban Hàng không và Trường Hàng không, lấy việc bảo vệ máy bay chiến đấu, bảo vệ sức mạnh là nhiệm vụ hàng đầu. Chiến lực địch và ta chênh lệch quá lớn, tác chiến trên không chắc chắn là lấy trứng chọi đá. Cậu chỉ cần học được chữ này thôi: nhẫn. Chiến trận căng thẳng tột độ, càng dân dượng chắc chắn sẽ lỡ mất thời cơ chiến đấu. Xin giáo dục trưởng thanh minh với Ủy ban Hàng không Trung ương. Nửa năm nay, máy bay Nhật nhiều lần xâm phạm bầu trời Vân Nam. Quân ta tháng 4 sau chiến thắng trên không vẫn luôn nhấn mạnh bảo vệ máy bay chiến đấu, bảo vệ thực lực. Quân địch kiêu ngạo hung hăng, dẫn tới tổn thất quốc sĩ, nhân dân gặp nạn. Đường miếng điện, tuyến giao thông Vân Nam, Việt Nam nhiều lần bị ngưng trệ. Giáo dục trưởng tiếp tục như vậy, Vân Nam chắc chắn thất thủ. Tôi cho rằng nên lấy ra dũng khí không sợ chết, không thỏa hiệp để quân địch không còn lăm le nữa. Cứ điểm giao thông Tây Nam tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được nữa. Thời đại Võ Tắc Thiên, tể tướng Lâu Sư Đức bảo đệ đệ mình dùng tâm thái dũng dục để làm thứ sử của Đại Châu. Người ta có dỗ nước bọt lên mặt cũng phải cười thích mắt mà chấp nhận, hơn nữa còn phải chờ nước bọt tự khô đi. Biết nhẫn nhục. Lâu Sư Đức này quá cổ hủ. Thế mà người cổ hủ này là một tướng giỏi. Lúc kim chức Tư Mã Quân Hà Nguyên đại chiến với Thổ Phiên, 8 trận thắng 8 trận. Cậu cần luyện tính nhẫn nhịn đi. Nhưng mà những lời Trương Khải nói không hề là nhẫn nhục của bản thân, mà là chuyện liên quan tới cục Tây Nam. Báo cáo. Vào đi. Giáo dục trưởng, đây là danh sách tổn thất của vụ tấn công trên không hôm nay, anh xem đi. Tổn thất thương vong lớn như vậy. Chữ này đọc là tôi. Tôi và bạn. Tôi và bạn ấy. Tôi và anh ấy. Chúng tôi. Muốn hiểu rõ về chữ tôi của hiện tại thì phải trở về thời đại giáp cốt văn của nó. Chữ này là chữ tượng hình của chữ tôi. Phần bên trái này giống như cái cào, phần lưỡi cào có răng. Còn phần bên phải giống như một cái cán cầm. Cả chữ ghép lại chính là chữ tượng hình của một thứ vũ khí. Các em nhìn đây, chữ tượng hình này có giống với cây bồ cầu mà Trư Bát Giới cầm trong Tây Du Ký không? Giống, rất giống ạ. Vậy nên chữ tôi trong chữ Trung Quốc, ý nghĩa ban đầu là binh khí cầm tay, ý muốn nói với chúng ta phải cầm vũ khí lên bảo vệ tốt cho bản thân. Đây chính là hàm ý của chữ tôi. Mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Được, các em cùng xem một chữ khác giống như vậy. Nó cũng là chữ tượng hình. Băng băng, giống như một hình tròn. Sao anh lại ở đây vậy? Rất giống lúc mọi người chỉ thị mặt trời đều nhìn thấy chữ này là Nhật. Anh tới đón cô Mạnh đúng không? Tôi tới đón Hải Đường. Nhưng mà tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Ngồi đi. Tôi muốn hỏi cô chuyện của Hồng Ân. 2 năm nay tôi luôn cảm thấy anh ấy đã thay đổi rồi. Tôi từng tới tìm anh ấy mấy lần, nhưng anh ấy luôn trốn tránh tôi. Anh cũng cảm thấy anh ấy khác lúc trước rồi sao? Trân Châu, từ lúc tôi quen biết cô, hai người như hình với bóng. Gần đây sao cô không bám lấy anh ấy nữa? Tôi luôn cảm thấy Hồng Ân là một người trẻ tuổi, luôn ôm ý chí báo quốc, là một anh hùng dùng bút để chiến đấu, là một người kiêu ngạo không sợ cường quyền. Nhưng bây giờ xem ra đây chắc chỉ là tự mình tôi hy vọng anh ấy trở thành hình tượng đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Cũng không có gì. Anh gần đây sao rồi? Tôi nghe lão già nhà tôi nói sân bay Vu Gia trốn tránh chiến đấu, các anh gần như không được bay nữa.
Phải rồi. Đám người Nhật này động cái là ném một quả bơm xuống, còn chúng ta vẫn còn đang nghĩ đánh hay là không. Bắt buộc phải đánh. Hồng Ân, mà có ý chí như anh thì đường đi đã không hẹp dần rồi. Băng Băng, tôi bây giờ vẫn còn nhớ lúc tôi quen anh ấy. Anh ấy cũng là một người trẻ tuổi có chí khí, có dũng khí. Được, tiết học hôm nay tới đây thôi. Mọi người về nhà nhớ viết 5 chữ. Tôi là người Trung Quốc. Viết 10 lần. Dừng. Được rồi, tan học. Tạm biệt cô. Về nhớ viết chính tả đi. Trương Khải, Trương Khải, sao anh lại tới đây? Gần đây chẳng phải là đóng cửa chuẩn bị chiến đấu sao? Tới thăm em, vừa hay nghe thấy em giảng bài về chữ tôi. Giảng có hay không? Rất hay. Vậy chúng ta đi dạo chút. Hai hôm trước đánh bơm, chỗ này của bọn em tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Máy bay Nhật ném bơm napalm, một lúc có thể đốt từ 10 đến 15 phút, nhiệt độ cháy có thể đạt tới 3.000 độ C, vậy nên vốn không có khả năng dập lửa. Một khi có căn nhà bốc cháy, thì cả nửa con đường cũng gặp họa. Vì các anh vẫn không thể lên chặn đánh sao? Vẫn là tránh chiến đấu, không cho bọn anh bay. Hãy được. Là một quân dân. Nhưng mắt nhìn công binh bị đột phá thành đống quan tàn, nhưng không thể nghênh địch. Chính phủ Trùng Khánh không muốn lấy trứng chọi đá. Phía ủy ban hàng không lại càng nhấn mạnh mua lại một chiếc máy bay chiến đấu cần bao nhiêu tiền. Chi phí đào tạo một phi công lại càng là một con số khổng lồ. Trái lại, tính mạng nhân dân ở trước mắt họ lại không đáng một xu. Để gìn giữ cái gọi là sức mạnh, trục cổ ngồi một gốc, khiến Côn Minh trở thành một thành phố không bố trí phòng vệ. Hải Đường là một quân dân, anh rất khó chịu. Đây không phải là lỗi của anh đâu. Anh đoán xem tại sao em lại nghĩ tới muốn giảng tiết học gì chữ tôi không? Cho anh xem thứ này. Đây là hội học sinh tự bỏ tiền in đấy. Luận trì cũ chiến Mao Trạch Đông. Đúng. Học sinh phục qua cũng đọc cái này sao? Cho dù là thuộc phe nào, mọi người đều đọc cái này. Tường dân chủ bên kia, mọi người thường cãi nhau ôm sờm, nhưng bài viết này mọi người đều phục. Anh đoán xem đoạn này. Người Nhật dám bắt nạt chúng ta, nguyên nhân chủ yếu nằm ở trạng thái vô tổ chức của dân Trung Quốc, còn cả đây nữa. Nếu như động viên toàn bộ sức mạnh của nhân dân Trung Quốc, thì sẽ tạo thành biển cả mênh mông nhấn chìm những tai họa ập đến, tạo thành điều kiện sửa chữa những thiếu sót như là về vũ khí, tạo thành tiền đề để khắc phục tất cả khó khăn của chiến tranh. Bọn em đã thảo luận rồi. Mỗi một người Trung Quốc, cho dù là trong tay có súng hay không, cho dù là quân dân hay người thường, đất nước gặp nạn, người người đều là binh.
Vậy nên em muốn các học sinh ở trường nữ sinh cũng hiểu được, chúng ta bắt buộc phải dùng vũ khí để bảo vệ bản thân. Nếu như mỗi người đều có giác ngộ như vậy, Trung Quốc nếu chỉ còn một thành phố, chúng ta cũng tuyệt đối không dễ dàng chịu thua, quyết không đầu hàng. Cho dù quân Nhật có máy bay chiến đấu, có xe tăng, có bơm đa ban thì đã sao, chúng ta cũng không sợ chúng. Hải đường của anh khí thế còn mạnh hơn một số quan chức nhiều. Những bài viết này của Mao tiên sinh viết đúng là quá hay. Ông ấy đã nói, chiến tranh kháng Nhật cần phải trải qua 3 giai đoạn: chiến lược phòng thủ, chiến lược giằng co, chiến lược phản công. Mao tiên sinh nói, giai đoạn thứ hai là thời kỳ khó khăn nhất, nhưng cũng là mấu chốt của tất cả. Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia độc lập hay trở thành thuộc địa đều phải xem thành quả nỗ lực của toàn dân tộc giai đoạn này rồi. Vậy nên Trương Khải, chúng ta đánh trận lâu dài, chứ không phải một trận phân thắng bại. Tuy em là con gái, nhưng lại rất có lòng tin. Em trưởng thành rồi. Còn có một tin tốt muốn nói với anh. Bản thảo thứ hai ân đại lịch pháp khảo xong rồi. Bản thảo sách mới bị mất 7 tháng. Nhanh vậy à? Là cô Khang giúp Bắc Lăng cùng viết. Hơn nữa nếu chỉ viết lại thôi thì chỉ cần 4 tháng. Họ lần đây còn thêm cả thành quả nghiên cứu mới, mới mất đến 7 tháng. Bắc Lăng nói rồi, sau khi cuốn sách này xuất bản, có thể đối đầu trực diện với việc Nhật Bản cho là ghi chép lịch sử Hoa Hạ bị đứt ngang. Thầy Lăng cũng là một chiến binh. Bác Lăng nói, chiến đấu với Lan Xối không được trốn tránh, không được sợ hãi, phải nhìn vào mắt nó, đánh mạnh vào mũi nó. Vậy nên Trương Khải, Côn Minh không thể trở thành thành phố không có phòng ngự. Như anh vừa nói, chúng ta phải khiến cho quân địch sợ hãi. Còn có cách nào khác để chúng không dám tùy tiện mạo phạm chúng ta không? Cách khác. Sáng chiều, im lặng chết chìm. Bóng tối giết chết ánh sáng cuối cùng. Khi tất cả đều chìm trong sự tàn bạo và uy quyền, đứng sừng sững trên đồng đội là bức tường cổ vững vàng. Thời kỳ kháng chiến, quân Nhật đánh bom Côn Minh và các vùng lân cận tổng cộng 142 lần. Quân Nhật chọn ném bom Côn Minh bởi vì Côn Minh có 2 con đường giao thông quốc tế quan trọng, là căn cứ chiến lược chống Nhật, đảm nhận việc vận chuyển vật tư chiến tranh và vật tư y tế. Vậy nên trong kháng chiến, ngoài Trùng Khánh ra thì Côn Minh là thành phố bị ném bom nghiêm trọng nhất. Bây giờ máy bay của chúng ta không được phép bay, vậy càng phải nghĩ cách để tăng phòng ngự trạng thái tỉnh trên không trung. Có một loại bơm lơ lửng đánh tung thăm vào lòng địch, có lẽ chúng ta có thể thử xem. Nhưng mà muốn đánh tung thăm cần phải nhiều máy bay chiến đấu cùng lúc bay lên thả bơm lơ lửng ra. Trận chiến trên không ngày 11 tháng 8 ở Trùng Khánh, đại đội 4 đồng thời dùng 6 chiếc máy bay chiến đấu thả bơm. Ngoài ra có 45 chiếc BF-2C, Y-15, Y-16 đồng thời tấn công trực diện. Như vậy, chúng ta điều động 51 chiếc đấu với quân địch 87 chiếc, chúng ta mới thắng. Nhưng chúng ta bây giờ không được phép lên không hạ địch. Hành động này rất khó thực hiện. Tôi nghe nói loại bơm lơ lửng này chỉ từng dùng 2 lần trên không ở Trùng Khánh rồi bị cấp trên cấm rồi. Đó là quá nguy hiểm cho phi công. Vậy các cậu có biết phía trung đội hàng không 14 đang làm bóng bay khí tượng? Ý anh là chúng ta làm một loại bơm lơ lửng biến chủng? Không sai. Nếu đã không cho phép chúng ta bay, chúng ta sẽ dùng máy bay hydro đưa bơm lên trên. Chỉ cần biết trước các yếu tố như phương hướng thời gian kết hợp với hướng gió, khi máy bay địch bay vào Vân Nam, tính toán tổng hợp lại thì có thể bố trí trước bơm lơ lửng. Côn Minh 4 mùa thịnh hành gió Tây Nam, điều này vô cùng có lợi đối với chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải chú ý 2 vấn đề. Một
cao độ tốc độ bay của máy bay địch và bóng hydro và các nhân tố bị ảnh hưởng. 2. Độ đánh trung tâm của loại bơm này rốt cuộc là bao nhiêu? Máy bay địch thực sự có da phải không? Vậy nên, chúng ta cần có một mồi nhử. Qua mấy lần giao đấu tôi phát hiện, chiến đội máy bay dự, chúng có một tật khó sửa. Bọn chúng không xem trọng việc sắp xếp đội hình. Một khi nhìn thấy máy bay chiến đấu của chúng ta thì như tổ ong xông tới. Tôi thấy điểm này chúng có thể lợi dụng. Không sai, bọn chúng muốn thắng nhanh. Thủ đoạn nhìn có vẻ hung ác, nhưng trên thực tế thiếu sự phối hợp. Vậy nên kế hoạch của chúng ta là thế này: chúng ta điều một chiếc máy bay chiến đấu thường xuyên lên trời. Nó chỉ có một nhiệm vụ, là dụ máy bay địch đuổi theo, dẫn chúng vào khu vực bơm của chúng ta. Kế hoạch này hay đấy. Cấp trên chẳng phải không cho chúng ta lên không nghênh địch xong thì chúng ta không khai quả, chỉ phụ trách bỏ chạy là được mà. Tôi có một câu hỏi. Nói đi, chúng ta đi đâu lấy nhiều bóng bay hydro như vậy chứ?